Viết đoạn văn nghị luận về hoạt động từ thiện. Dân tộc Việt Nam ta đã cùng nhau trải qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử, trải qua biết bao đắng cay ngọt bùi. Bởi vậy, tình yêu thương giữa những người đồng bào luôn sâu nặng gắn kết. Và chính bởi tình yêu thương đó đã thôi thúc những thiên thần giữa đời thường có những hoạt động từ thiện ấm áp. Từ thiện là hoạt động chia sẻ giúp đỡ những người yếu thế, xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương của con người. Ngày nay, hoạt động từ thiện được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau của các tổ chức, cá nhân hay tập thể. Đó có thể là quyên góp tiền cho những hoàn cảnh khó khăn, quyên góp quần áo, sách vở cho những bạn học sinh tại những vùng núi thiếu thốn, là những đợt cứu trợ nhân đạo do thiên tai bão lũ, là những đợt xóa đói giảm nghèo. Những hoạt động từ thiện đầy tính nhân văn này đang ngày càng được xã hội quan tâm và phát triển. Hoạt động tốt đẹp ấy khiến cho chính tâm hồn mỗi chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản, bình yên. Những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, được nhận về cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Chính những hành động từ thiện thật tâm ấy sẽ lan tỏa những điều tích cực đến toàn xã hội. Xã hội mới ngày một trở nên tốt đẹp hơn, lành mạnh và văn minh hơn. Chúng ta đã từng không khỏi khâm phục trước những lời kêu gọi đầy tình người và hoạt động đầy thiết thực của MC Phan Anh hay Hoa hậu Phạm Hương, kêu gọi đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ người dân miền Trung qua mùa lũ lụt. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vấn đề từ thiện hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập. Nhiều người đã vì muốn trục lợi cho tên tuổi, danh tiếng của mình qua việc từ thiện hay giúp đỡ người khác theo kiểu bố thí, không đặt cái tâm của mình. Để cho việc từ thiện trở nên ý nghĩa hơn, chúng ta cần phải biết chúng ta đang giúp đỡ ai, họ có hoàn cảnh thế nào, có nghĩa là phải từ thiện đúng người đúng lúc. Người xưa vẫn nói, của cho không bằng cách cho. Bởi vậy, khi từ thiện, chúng ta nên đặt tình cảm, sự tôn trọng của mình trong từng món quà để người nhận cảm thấy được sự yêu thương san sẻ. Hết bài. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 5 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Chúc em học tập thật tốt và thi đạt kết quả cao.